lên sông. Ờ bên sông có lên cũng như không à. Vô. Thế thần nghe anh em. Cái dốc này hơi đứng ở cả nhà nên anh em ở ngoài trước dùng lại. Chặn lại. Đu rồi nhớ hồi chạy chậm chậm cho nó bắt tuột nha. Chơi. Dữ lắm mấy lúa chuột nghe anh em. Ai theo máy về xả dạt ra kia luôn anh em ơi. Rồi. Rồi 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 xuống đi. Rồi. Con mới ngự con chuột á. Đây, đây. Cái đây, chạy chạy cắn. Ôi. Bớt đó. Lắm. Quốc nữa hả? Rồi. Xe. Đi luôn. Lắm luôn cái nhà ơi hết rồi. Rồi. Đi đây. Chạy đi, chạy đi. Thấy có lại. Đi. Đi lên đây, đây. Chạy rồi. Hay quá sao ơi. Ơi. Lắm hả? Lắm. Dữ lắm chuột. Chữ. Kìa anh ơi.
Cái này nè. Thầy quên tẹo ơi. Ê. Tẹo chết hả? Quá chuột. Ai chết. Lùi tới đi, lùi tới. Sao? Dưới đây nè, dưới đây rồi. Bay hết ghê trời, hết hồn. Ghê chỗ cái này. Ừ. Ở đá thì mình có rồi nè. Đây nè. Cái này nè. Đây nè. Ủa. Dính rồi. Bự nhỏ, à, bự dữ lắm nha. Tao chuột nó nhỏ. Đâu mà nhỏ. Đuôi vậy mà nhỏ gì nữa cũng được rồi. Ủa. Thằng nào? Ê, con bự lắm hả? Ủa. Đó đâu rồi? Đâu rồi? Không ai thấy ổng đâu. Ủa thấy bự lắm mà ta. Đường mấy giờ kìa. Quá trời quá đất. Chú đang tèo. Hay ha. Nước hả? Đây đó 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 là đây mới lại đây nè. Dạ dạ đây nè anh. Ủa. Bên kia chân đó. Đang chụp cái. Đúng không? Rồi. Nghe đó. Đang chụp gì vậy? Đây mà vậy. Đây nè. Nó đâu? Chúng nó là sao lại? Đi đường trời vô. Đi đâu? Trời ơi trời. Quá chục quá chục. Lắm. Hử? Chưa cái đầu đó.
lắm. Sao vậy? Nước không hả? Chú bò mới nghe. Cậu kìa. Ở đâu mà ủ đồ lên hoài á? Thấy gì mà. Mình dẹp mình không gặp hả? Ừ. Nè nè. Gặp cậu mà bị xe cán rồi. Còn dưới đây gì cả. Hơi nước ra không ạ? Bự lắm. Rồi này dính này. Không mà. Dính hay lắm.
anh nó ngồi nhiệt tại luôn trời. Chưa bóp gì hả? Chụp con gì? Con gì bóp hay là bắt anh hai mò hoài ha.
ôm luôn hả? Ôi ôi, không bốn con nào luôn. Bắt tiếp kìa kìa kìa, cắn cái gì kìa. Mấy con? Bao đây luôn đi. Tiếp tiếp cắn này. Quất mạnh á, quất mạnh á. Rồi. Mấy con? Còn nữa nè. Nín dữ ta. Hai con nữa ha, ba con hả? Nè. Cảm ơn đi chị ghê chạy. Chạy lên ba con, bốn con nữa. Chạy lên bên đó, chạy lên hả? Rồi, ba con. Thôi, được rồi. Lên đây, lên đây. Lên đây không à? Đó! Hay quá! Nhìn luôn! Kẹ kẹ bự kìa kìa! Chút bự kìa! Vô trong kìa, vô trong cù kìa.
đỉnh luôn rồi. Con nào chạy hót bển kìa.
hết luôn rồi. Sắp giờ đi kêu mày. Rồi. Còn ngoài đóng nữa cả nhà ơi. Lắm rồi. Trời ơi mới vô cái là xong hết trơn rồi cả nhà ơi. Bữa nay sức khỏe của lúa nó không được tốt cả nhà ơi. Bữa nay giao máy cho lời. Bữa nay quá trời chuột luôn rồi. Rồi bây giờ mấy anh em mình đi ra làm chuột cả nhà. À, để hồi họ là xin quay qua mình bắt mấy cái lúa bên đây nữa cả nhà. Rồi bây giờ thì tạm thời chia tay cả nhà nha. Chúc cả nhà có buổi trưa vui vẻ. Bye bye mọi người. Bye bye cả nhà.